giờ hai thằng mỗi thằng đi hướng mình với bảo mập đứng đây được chu ending không trời. Ai đứng đây là hai thằng sống hạnh phúc với nhau tính suốt đời là chu ending luôn á. Wow, à, hợp lý luôn á. Tao đâm đầu vô Mr. B đi, đâm đầu vô Mr. B đi. Mình là Bảo Mập. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Nhà. Thì hôm nay cả Kim Lai sẽ quay trở lại với Biggie chapter 12. Đó, một cái chapter cuối cùng của cái series Biggie này. Thì hiện tại là cái chapter cuối này nó có cái cộng theo như mình thấy là nó có cái ba cái ending lẫn, một cái bad ending, một cái good ending và một cái true ending. Mà thật sự ra là mình thấy là cái true ending là chưa ai hoàn thành luôn. Tính thêm gọi là boss ngay là chơi play. Rồi, ok, thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô game để mà chơi cái coi thử coi. Bad ending với good ending thì có thể có vẻ như là dễ lấy á, nhưng mà true ending thì có vẻ như là khó á. True ending là trên tầm cỡ là chơi đây. Giải được á. Rồi vô. Vô rồi. À. Ồ, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Tôi ước tôi một mình. À. Những cái ký ức nó đến cứ hành hạ tôi. À. Và mày á đang gây phiền nhiễu phiền nhão chứ cứng đầu giống như cái thời mà tao muốn cứu vợ tao mà mặc thêm bộ giáp sắt vô nhìn ngầu quá chữ. Nhưng mà bây giờ tao sẽ cản mình lại bằng chính sức okay, mình. Ok đi lấy đồ đi. Rồi ok. Súng quá nha. Tao biết Mr. B có súng quá nha. Ừ. Ngầu quá ngầu quá. Mà tao biết súng nó bắn chết người không nữa. Có thử không? Không. Không anh đứng đi. Ấy nó được em rồi. Ê chết cuối rồi. Em rồi. Ủa. Tên. Đó bắn gì bắn gì bắn gì nữa. Nó bắn gì nó bắn đạn kia nó bắn đạn kia núp vô. Bay chậm ơi, giờ mày giống như Kamiyuko á. Ơi, nó dí rồi, có đứa nào mất có cửa gì chưa? À, mở được. À, đây, bên này mở rồi, Ủa, bên kia xuất hiện luôn rồi kìa. Vãi nồi, bên kia nhanh thế. Bên kia. À, thấy chìa khóa màu xanh rồi. Trời ơi, bị bắn trước, bắn sau, chắc xếp đồn sau luôn. Trời ơi, lo mà sống sót đi ông ơi, chết bây giờ, chết bất đắc kỳ tử bây giờ, thiệt tình. Nè, tôi dắt qua nè. Thôi đừng có chắc qua đây ông nội. Không sao. Cái này cái trái táo này ai đi lấy không? Ai lấy trái táo mà. Trái táo để làm gì? Có bây giờ có nhu cầu ăn táo đâu. Vãi nồi cái gì mà hai con bích ghi với hai con này qua đây vậy? Con bích ghi nhìn đẹp quá mày. Chúng mày mắng, Ô. Chạy. Ok, có biết. Cái gì mà có búa rồi. Chúng có lỗi xe rồi mà, xe rồi. Ủa trái táo này cho ai ăn vậy? Bây giờ mình sẽ lấy cái viên viên cứu cái gì ta cái để cái viên nghiên cứu à. Ok, chót ơi, ăn táo đi em, ăn táo quất cái con bích ghi giùm anh cái. Ủa bích ghi nó cầm gì nó quýnh ghê vậy coi. Giống như là nó cầm cái gì á ghê đi chứ. Giống kiếm saber á, giống như trên trên Star Wars á. Thôi. Vãi. Còn mất bỏ. Ghế tao tụt quần luôn rồi ba. Ủa mà khoan, bên cửa màu cam có ai vô chi vậy? Em lấy được cái lọ thuốc rồi nè. Lọ thuốc gì? À, ra qua đỏ cất em ơi. Ủa lọ thuốc gì vậy? Ok. Có cái lọ thuốc là xanh lọ thuốc nè. Đâu lọ thuốc nào? Ủa nhanh vậy? Uống vô là anh chết á. Ủa có không? Ủa vậy nó mang đi đâu? Mang đi đâu? Hình như mang ra ngoài đúng không? Hình như bên ngoài nó có cái cửa, nó có cái chỗ gì đó. Không, mà nó em có lọ thuốc. Đúng rồi. Ra đó, nó vô kìa. Ui, chết đó con. Bốn con là mày quá, có con. Má cứ con chết rồi, trời ơi. Vậy là hồi nãy mới thành hai mở rồi. Ê, mang tập trung vào chỗ sân giữa này chuẩn bị em kích. Nhanh đi ông ơi, biết mở cái đó mở ra cái gì đâu, tập trung sân giữa hay không. Ủa cái đó là cái gì vậy? Từ nha. Cái đó là TNT hả? TNT nè. Vãi nồi, đặt luôn đi đó, đặt đi cuốn, đặt đi. Nhanh em. Chờ tới mình ra đã. Đấy. Đó rồi, né nó luôn, Đúng. Qua cái gì? Wow, ở đây đâu? Ủa, ê, mấy cảnh gì quen quá vậy? Có bất kỳ nằm cho bẹp hết rồi. Ôi, đây là mấy cái chắp cơ cũ nè. Đó, cái gì đó? Ôi, chết, nó diễn rồi. Ôi, con mẹ. Ôi, chạy, của nó chạy. Hay quá. Chết bây giờ chứ lúc đó mà hay. Rồi, chết Fabi, trời ơi. Fabi bị bắn chết rồi. Game này căng thẳng quá vậy. Ủa cục lửa đâu? Ghi tự nhiên đâu ra đứng sau lưng ta luôn. Ủa má có bóng mai gì nữa kìa, ghê quá vậy.
Bây giờ thì tao hiểu rồi, cái TNT nó là một phát một là mình rơi xuống cái hầm ở đằng dưới chứ không phải hai cái này tầng dưới. Sao nó không giết cô mà nó giết tao? Sao còn lao vậy? Vai nồ quỷ mà mày nó chết bất đắc kỳ tử luôn. Chết hết. Nè ra mấy cái gì màu đen đen ở sâu kìa. Đâu đâu anh đâu thấy đâu. Anh thấy nãy nó có cái cây lê bọt hay là cái gì đó. Mở đi cô, mở đi. Chạy đi, đi chạy vòng vòng giữa đó. Và bảo mập 5 phút nữa nó chết giờ đó, khỏi lo. Cái gì? Ôi, anh lấy mình sống đi, mình sống đi, mày quan tâm chi? Ủa là chết là tao chết. Cún quay nè cún. Qua đây nè cún, vô đi cún, vô đi. Ông Su đâu rồi? Của cún đâu? Rồi cứu tao rồi. Trời đất ơi, quỷ nó chết rồi. Sao dụ được lần hai thằng nói. Ê, ai lấy đồng tiền chưa? Đồng tiền đâu rồi? Có, còn một cái đồng tiền nữa hả? Hai xu lận, hai xu. Ê, ở đây. Rồi, ở đây. Chưa chết đàn. Đâu, chưa chết. Ai chưa chết. À, còn cái đồng tiền nữa rồi. Không biết, anh đang đi tìm nè, anh mém chết rồi. Trời ơi. Chết rồi, anh xem kỳ á. Có cái chìa khóa nào hay là cái búa nào đập cái kia kia. Ủa, không rồi, có. Cái đồng tiền nằm ra hai cái luôn hả? Nằm đâu vậy, Nằm tới hai cái, con quỷ này nó chọn em rồi. Rồi, ra đi, nhanh lên. Anh đang dụ thằng Mr. B nè. Cố lên cô. Anh dụ đó là dụ ấy em vậy. Trời ơi, nó bắn tùm lum mấy cái đường đâu mà lần. Nè Mr. B, dí theo con nè Mr. B. Mày là kẻ độc ác. Ê, hai con. Hú hồn má ơi, mém chết. Con heo đó rồi. Con heo nó có cho không có trong này đâu. Cứ đi. Heo tầng trên ở này rớt xuống tầng dưới em ơi, không có heo đâu. Có dưới này có heo. Heo đâu heo? Cả nó có là có mày, nãy heo nó dí ngộ. À heo nè, thấy chưa? À, may quá. Ủa gì? Ủa sao chết rồi? Ai pin đồ em ơi, em lấy lớp mình em đưa được cho Mr. Bean rồi, không thôi là em chết rồi. Mr. Bean ông ơi, ông Quốc hành Mr. Bean luôn thiệt tình chứ. Qua tấu hài á em, qua tới anh Quốc rồi đó. Gì đây, nó nói cái gì đây? Tôi rời bỏ cái bệnh viện để nghiên cứu. Với những nghiên cứu và tôi nghĩ là mày bị nhiễm rồi. Bây giờ giúp đỡ tôi. Chúng bảo giúp tôi, bảo vệ bản thân nhưng mà bây giờ tôi biến thành như thế này rồi. À cái đó là chúng, à cái mà dịch bệnh thì là virus á, virus biến đổi ổng á. Cuối cùng mày cũng đã biết được sự thật. Bây giờ tao sẽ nói cho tao biết mày đã làm gì gia đình của tao. Họ muốn giúp đỡ tôi với cái nghiên cứu của tôi. Nhưng mà mày cướp mày, họ ra khỏi mày tôi. Cướp họ ra khỏi chúng ta, khỏi tao, đúng rồi. Bây giờ tao sẽ là hại mày. Chót, đừng làm vậy em, đừng làm vậy. Đừng hiếp nó. Nếu như em làm vậy em khác gì nó đâu. Đúng rồi. Bây giờ chỉ có một cách là nó chỉ biến em trở thành một người giống. À giống nó thôi. À ok. Người đó thì em ghét nhất. Bây giờ mọi người cần phải rời khỏi chỗ này. Nơi này không an toàn nữa. Cái cháp này sâu sắc quá vậy. Hắn nói đúng. Cái nơi này đã infected là như bị nhiễm bệnh hay bị lây bệnh gì đó. Tôi sẽ chiến đấu với những kẻ bị lây bệnh ở đây cho tới khi cô gục ngã. Đây là khoảng thời gian mà tôi chuộc lỗi. Chúc may mắn Mr. B. Hãy theo tôi đi gặp Gigi và cái gì đó. À đây là cái chỗ mà để mà mình lựa chọn. Một á là good ending hoặc là bad ending. Bây giờ mình với Kun sẽ đi gặp, sẽ ở lại chiến đấu với ông Mr. B trước, rồi sau đó rồi tập sau sẽ đi qua thằng này. Thử ơi. Rồi okay. Vô. Thử đi. Rồi. Thế là mình đã chọn được cái gì đây? Bad ending. Vãi nồi Mr. B. Tao thông cảm mày, bây giờ tao không bỏ mày lại được. Đi theo tao đi. Cẩn thận. Cẩn. Ôi, gõ ảnh. Ê vậy là chết rồi hả? Ngất xỉu rồi anh ơi. Chết chứ xỉu gì? Bị chém cái mức đó sao chết được? À sao xỉu được? Rồi, vô. Bây giờ là hành trình đi tìm cái ending tiếp theo. Cứ đi. Nãy là được cái ending thứ mấy tao quên mất tiêu rồi. Thứ nhất không ơi, nãy giờ có ending thứ mấy đâu. Ôi mà biết mày chạy với một vị thần quý mi nó dí mày kìa. Đâu? Uy trên. Không có, nó đang bắn tao. Trời ơi, đánh lạc hướng đập đội nữa trời ơi. Gọi là dương năm cách tay mà. Ý lừa đánh tiên kè, đừng lừa đập đội chứ. Lấy hết rồi hả? Trời ơi. Rồi, đi qua đây luôn nè. Ok. Cái màu xanh, cái màu xanh nằm hướng này, tao quên mất.
Tao mở cam rồi. Rồi, quỷ và mày lấy luôn rồi. Giờ tao đi mở cái màu đỏ. Ủa, màu đỏ hướng nào quên rồi. Màu đỏ. Ủa? Bên kia. Ở dưới. À, thấy rồi, thấy màu đỏ rồi, thấy màu đỏ rồi. Con heo. Ủa, quỷ của mày, mày lấy cái chìa khóa màu xanh xong sao mày không mở? Con heo á, con biết gì á. Đúng chứ, tiếc rúng á, em đi qua màu cam đây. Má ơi, mém chết thiệt chứ. Em sẽ đi dụ cái con kia. Em dụ cái gì, em dụ sao nó dí anh? Dụ chưa cái được. Cái con ấy nè. Chưa đủ quyến rũ. Chết. Mr. Bean. Mr. Bean ông ơi, ăn cứ kêu Mr. Bean hoài. Bin. Ôi mày giữ rồi chìa khóa xanh trong cái cửa màu đỏ kìa. Thấy có đạn được luôn. Chạy tới đâu rồi? Xe vậy, đạn được xe. Chìa khóa xanh trong cái cửa màu đỏ, trong cái cửa màu đỏ. Đâu có chìa khóa vàng. Đây nè ba, chìa khóa xanh đây nè. Ủa mày đâu vậy? Giữ chìa khóa xanh, mở chìa khóa xanh ra đi. Tao có giữ chìa khóa xanh đâu, chìa khóa xanh trong cái màu đỏ ấy. Đây. Trời ơi, có cử mày giữ. Có cử mày đi lấy rồi chứ. Ăn táo đi bạn à. Ô hên quỷ của mày nó hên, mém chết. Đi đặt cái con bít kia kia đi. Đi theo anh. Mày dẹp đây đúng không ta? Rồi rồi, xuống đây đi. Trời nói em à. Ừ, thấy cụ tôi rồi. Để nó dí mày đi. Rồi sao tao nhét cho mày vàng. Rồi, cố lên mày ơi, còn một cái nữa. Đi tới kìa. Cục pin đâu? Sao nó dí áo quá, còn Mr. B ở đây nữa chứ. Trời ơi, Mr. B ở đây nữa nè. Rồi, để tao đi qua bên cửa màu cam tao chơi. Bậy quá hả? Ủa, màu vàng ở đâu hả thiệt á? Thấy được cái thanh màu hồng rồi nè. Màu vàng hả? Màu hồng đặt dưới đây mà. Không chia ra hai thằng bên đây, hai thằng bên kia. Trời ơi, ai biết đâu, như hai đứa đó chuyển qua bên đây hết trơn. Trong khi tao với mày bên này rồi, hai đứa kia còn chỉ, còn nhọt trọt qua đây chi nữa, không biết luôn á. Mày với anh cô nó. Không có đâu. Đập nó em. Đúng rồi. Chơi nó. Ở trong mùa cam á bảo. Ở trong này là biết đường. Nó mất luôn cho táo à. Ở trong này không biết đường chơi luôn á trời. Quá lấy được chìa khóa vàng chưa? Chưa. Có vàng em ơi, có vàng đây. Vàng mở cái gì vậy? Đây nè. Không biết rồi nhưng mà vàng mở cái gì? Anh thấy em rồi. Anh tâm ván mới qua kia lấy cái búa được. Ok, mở đi. Rồi đi. Ê, Mr. B xuống, Mr. B xuống. Hú hồn. Trời ơi, thấy Mr. B mà lại là thấy thần tượng gì đó. Dụ nó đi. Rồi, có một tím luôn kìa, Bobby ơi, lúc hốt liền. Một tím đâu đưa em, cho em một tím đi. Lấy cái gì? Lấy đạn á. Lấy súng chứ lấy đạn gì không? Lộn súng á. Trời ơi, mấy anh ơi, hai anh sao qua đây vậy, hai anh. Ừ, để nó dí mày đi. Lại tao chơi chứ à. Lấy được gì màu xanh chưa? Chưa. Vô lấy đi. À lấy màu xanh rồi, chạy luôn. Lên luôn. Lên. Ê! Cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Bỏ màu xanh đi. Đây, đang tới, nó dí tao nhanh lắm. Có đứa nào cho thằng này ăn táo chứ vậy? Táo dài đâu? Rồi. Táo dài là mày tự nói, mày tự trả lời luôn đó. Táo bóc ra đi. Không có đâu, cái đó không được mày ơi. Rồi, có cái TNT. TNT okay. Đã xuất hiện. Rồi, giữa sân. Một pha giữa bóng giữa sân. Đi, rồi, rồi, cầm chung nha. Rồi, đặt rồi, né luôn, né. Rồi, có cần. TNT. Đó. Nó phá bằng chỗ này luôn nè. Đâu hình như là nó nổ xuống gần dưới á ba. Có đồng xu kìa, nó quay lại để nha, tôi đang bị dí thấy cụ tôi luôn. Đúng rồi. Cái này là mỗi cánh cửa là mỗi cái nó sẽ tương ứng với một cái chapter nhất định nào đó. Ờ ok, mà nó sâu rồi. Nó đứng nó canh trong kia rồi kìa. Đứng đâu vậy? Đứng canh đâu? Không rồi. Vô đi, vô đi. Rồi mày lại đồng thu chưa? Tao mà ôi, có cái cây là bọt kìa, coi chừng chết nha, đừng đùa. Ê, chết em anh ơi, trời ơi anh ơi, là anh chơi vậy, anh chơi lại anh. Đổ ca. Đi, em đi lấy đồ cho. Rồi, đi, giữa sân rồi. Rồi, Bobby ơi, mày bỏ được một cái rồi chưa? Bobby, mày bỏ một cái rồi chưa? Anh bỏ, còn một đồng xu nữa, bỏ một xu xuống đi. Còn một cái đồng xu nữa hả, đồng xu nó nằm đâu, con đang đi coi thử. Ok, để em. Có đồng xu rồi phải không, có đồng xu rồi phải không? Nó dí dài quá. Ê, cái vụ này công tao lớn nhất đó nha. Vụ đi.
Mày nhìn coi, từ giờ tao đi vòng vòng rồi, giống giống như thi thi lái xe vòng số 8 vậy nè, đi vòng vòng đây coi nè. Ok, cứ đi tiếp đi, mày đừng có để nó hốt mày được được rồi. Hai đứa luôn. Ôi. Rồi lấy được cái tấm hình chưa? Chưa. Cun cầm búa, cun. À, ba chết rồi. Tao nói mà, giỡn với lửa thì phải phỏng thôi chứ. Nhanh lên Bobby ơi, nhanh lên Bobby ơi, nó coi kìa Bobby ơi. Bóp nè. Rồi, xong. Chết rồi, chạy đi Bobby, chạy đi. Rồi, hai đường, hai cửa luôn, đi quanh cây luôn, rồi xong luôn. Chạy đi Bobby ơi, chạy đi, để tao cho, chạy đi. Tao về mới dí tao rồi, rồi mình đứng chạy đi cho mấy tao đi đi. Rồi, đang đưa. Rồi, đưa rồi, trời ơi. Chứ em vậy, thiệt tình luôn. Sao tao chết hoài vậy ta? Tại xui. Rồi, bây giờ là sẽ chọn good ending nha Bobby. Ủa sao nó cho tao vô cái phòng đen hồi lùi luôn rồi? Đâu có, nó hiện ra cái màn hình này rồi mà. Ủa bây giờ em không coi được à? À không coi được. Cái này là nó vẫn câu nói như cũ. Đó, là cu, không phải. Như cũ là vẫn là như cũ nha, chứ không phải là ừ đâu. Ừ. À đây nó đang xỉn nè. Xỉn nó ba. Cái này là nó đang, nó gợi nhớ lại được cái quá khứ rồi. Nên là nó đang cảm thấy thất vọng về việc làm của nó. Hả? Tôi ở bệnh viện với những cái nghiên cứu khi mà tôi nghĩ bạn bây giờ mày đi cái đó còn qua khỏi chỗ đó rồi ba. Bây giờ mày làm sao mà dịch được? Và bây giờ tôi đã nhìn thấy được điều này. Nói chung đang ăn năn đó. À nó đang ăn năn á. Nó tóm gọn là nó đang ăn năn á. Thì cái bạn của nè, không có nên là giờ đang ăn năn. Ờ, cái bản chất xấu của Mr. B biến mất rồi, bây giờ còn cái bản chất thiện của ổng thôi. À. Nên là bây giờ ổng sẽ hy sinh hơn mình để mà ổng giữ chân cái bọn infected. Họ muốn giúp tôi, trong yên. Đang nói về gia đình của cái của nhóc nhỏ á. Của ông Vami nó đi chậm nên là nó chưa thấy có mấy đạn này đâu. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Con heo con rồi đập hàng Mr. B. Rồi, Mr. B đang cố gắng làm người tốt. Tôi đoán là bạn đúng. Rồi vô. Giờ ở đây không an toàn. Anh ấy nói đúng đó, nơi này đã bị giống như bị nhiễm bệnh đó. Hồi nãy là rồi. Mình sau khi mình đi qua bên này rồi. Ủa đâu đây? Ba Mi ơi, mày ra chưa Ba Mi? Trời đi chung. Khúc này là không nhảy được luôn nè, không nhảy được, không đi đâu được luôn nè. Con heo nó rủ mình đi gặp Gigi và Bonnie. Đó, gần tới rồi. Đúng rồi, gần tới rồi. Em coi ơi. Tới coi cái gì mà coi nữa, khổ quá mà. Coi thằng rồi tới luôn nè, vô. Qua đây luôn nè Bobby, đi. Ở lại với Bobby hay đi hả? Đi. Tại vì bây giờ ổng phải là ổng cản mấy người kia rồi. Ê xin mời em coi ơi. Tội xe đó. Nữa từ từ đi ông ơi. Mai ơi. Cuối cùng nghe. Cuối cùng các hai bạn cũng quay lại. Hãy chúng tôi đã chăm sóc cái bọn lính này rồi. Chúng tôi đã dừng rồi. Chấm dứt Mr. B. Mr. B không còn là mối nguy hại nữa. À. À, làm tốt lắm, là... tôi biết bạn làm được mà. Rồi, bây giờ tôi ghét phải phá hủy cái khoảnh khắc này, nhưng mà chúng ta phải đi đâu bây giờ? Rồi, có máy bay ở ngoài kìa. Tôi có một cái ý tưởng này. Tại sao chúng ta không tạo ra thuốc chữa? Tức là thằng này nó muốn... tìm thuốc giải mới. Đúng rồi, tìm thuốc giải giống như có cái kết mở ấy. Nhưng mà cái việc tìm thuốc giải nó hình như là cái việc mà Mr. B làm từ ban đầu. Mà Mr. B làm không được, nguyên cái đội ngũ của ổng bị trong các túi con thằng con gấu bích ghi nè. Ừ, giờ nó đang lượt lại từng từ cái này gọi là cái này gọi là credit thôi, chứ thực chất ra là không cần quan tâm lắm. Đang lừa cả nguyên một câu chuyện á. Câu chuyện lớn là khi mà bệnh dịch bắt đầu lan tỏa ra là từng nơi bị là mình đi từng map đó. Là những con nào bị đó. Mình đi từng map, đi từng nơi là từng nạn nhân bị bệnh dịch như thế nào đó là cái câu chuyện chính. Nè, chắc là 4 là con chó bị nè. Đó là lý do tại sao mà mình không quay chắc là 4 nhưng mà mình có chơi. Tại vì chắc là 4 là đầu vô là con chó, là chắc là 3 là nó giúp mình, nhưng mà mới là sao chắc là 4 là mắt nó đỏ lên. Nó bị lây thế là thôi. Dê này là cô giáo nè, ngay trường nè, tấp 5 nè. Cái này là những nếu như mà chơi ở chế độ boss á là nó sẽ xuất hiện ra những cái nhân vật này. Này trên người thì thôi. Ở nhà này có bán quyền không ta? Có sao nhạc bán quyền đó chứ không có gì hết.
Đó, đây là cái cầu ngầm nè. Không, cái game này sâu sắc á các bạn. À, sâu sắc á, buồn, kết buồn. Thực ra thì không có ai là nhân vật phản diện trong cái game này hết. Sâu thôi đừng có sắc. Đau lắm. Sâu thôi đừng có sắc, đau lắm. Đấy đây. Vợ của ông Mr. B cũng là nạn nhân nè. Nhưng mà người đó không được sống mà người đó chết. Chết nên là nó mới có cấm hình đó. Rồi, ok, có vẻ như là tới đây là sắp xong được cái credit này rồi. À, thế này con chuột là Thu Ngân à? Làm chui chui cho đống khói vòng 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 chết. Có con chuột này đi nó bán dĩ chổng á. Rồi còn là đường trận đó được bán thịt và mi chui vô chổng làm cho con cái đi ra. Rồi được. Đó, cuối cùng là đi à, cuối cùng như cái đó hiện ra máy bay trực thăng nè, không lẽ trốn bằng máy bay trực thăng hả? Hừ, ồ. Mr. B và Bonnie. Bonnie chứ phải Bonnie, Bonnie. Tấm hình gọi là tình bạn đó. À, cái nón của Mr. B nè, Mr. B chết rồi. Hy sinh rồi, kéo dài nhìn là hy sinh rồi. Rồi đi đi cái tao nè, đi cái tao nè, đi. Thầy bay đi. Rồi đó đi. Ừ. Ok đi. Thôi, nó quan được cái best ending. Tôi không để bạn ở đây được, bạn từng phải đi chung với chúng tôi. Vami ơi, nhìn lúc ao. Lúc ao là gì mà, lúc ao mà phải kêu bự lên. Look ao! Đó phải vậy nó mới đúng. Lúc ao không cái độ thái. Ừ, mấy đứa ơi, kêu lúc ao, trời ơi. Nghe bóng dễ sợ. Ê, đứng đây họ có được chu ending không vậy? giờ hai thằng mỗi thằng đi hướng à, mình với bà mập đứng đây được chu ending không trời. Ê, đứng đây là hai thằng à, sống hạnh phúc với nhau tính suốt đời là chu ending luôn á, phải hợp lý luôn á. Phải đâm đầu vô miếng tay bi đâu, phải đâm đầu vô miếng tay bi đi. Bên dưới là gã thằng kia trong bà mập nha các bạn. Gì ba, chứ bây giờ cái đó hợp chu ending, nhưng mà chắc cái này là gọi là không phải là chu ending mà gọi là full ending, chu full đúng không? Chơi chu ending là khác nữa nha mọi người. Chu ending là Kia đứng đây và có bạn một bạn girl đứng cái bên mới gọi là chu ending. Đó, rồi, ok. Còn này là hoàn giọng full ending. Đứng chào hoài luôn, đứng chào hoài luôn. Hoàn giọng phụ hả? Rồi, ok các bạn thì hôm nay bốn đứa mình đã hoàn thành được một cái good ending và cái bad ending các bạn ha. Còn cái chu ending thì để lần sau các bạn nha. Tại cái đó chưa có lấy được. Không ai lấy được luôn á, chứ nó mà chưa tính trên thế giới luôn á, chưa ai từ lúc mà nó ra bản gốc đế tới bây giờ là chu Wendy nó vẫn là không, chứ không ai được phá giải được nó, ghê thiệt chứ. Rồi đó là một cái bí mật chưa có ai giải được các bạn ha. Thì các bạn hãy chờ thấy biết team này là giải được sao. Đúng rồi. Ok các bạn, thì bốn đứa mình xin video nha. Thì các bạn thích video này nhớ là cho bốn đứa mình một like một share và nhớ subscribe channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.